tài khoản đi. Hồi nãy hôm anh đi làm, có tài khoản là nhìn ra là lò phết hàng phết. Bây giờ làm nó nhiều lắm. Ủa cái này quay là đằng sau chỗ nào ta? Mi ơi, đây Facebook lật chỗ nào vậy con? Mấy cái nick này về không để bay giờ là mấy nick này không có quản lý nên bay. Không nhận idol mà có nhiều nick TikTok nhất Việt Nam. Nếu mà xác lập kỷ lục thì hôm qua mình vẽ cho nó hay ghê. Ôi có mấy cái tài khoản đi toàn đi toxic á, mà để toàn để chữ toàn, Trần Quang Hùng mấy này kia đi toxic tùm lum à. Yeah. Mà không follow một ai, không người kia vợ cũng tìm hiểu xem là ai mà ẩn danh hết, mấy người cố tình quậy ấy. Cố tình còn lấy tên mình để đi toxic con mi, hoặc không phải mấy cái đứa mà lấy tên con mi để đi toxic mình. Nó nghĩ sao cả nhà mình tự dưng đi toxic nhau. Nên thôi những cái điều không tích cực mình bỏ qua, mình không cần quan tâm. Dạ nó đang dùng thiệt. Cái thiệt đó. Cái này hôm bữa nè nó làm giống con mà nó làm không được, giờ nó đổi tên nữa chứ anh Lộc. Ba học sinh hôm nay đi học nè. Không, cái này là nó răng nhưng mà nó có để tên của ông nè, nó có để mã của ông nè. Thì pha mày. Pha mày. Năm một mấy đạt tới 15 phụ phối trường đạt mấy. Này em hôm nay đang cắt tích. Hôm nay chưa cắt, em lại. Hôm nay là sẽ rất nhiều người làm. Dạ. Yeah. Nên gia đình báo mình nếu yêu thương đoàn kết á, những người mà cố tình toxic á, mình bỏ qua, mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm những điều tích cực thôi. Còn những điều tiêu cực, những người mà sân si sống mà cũng muốn chọc phá người khác, cứ thấy người khác tốt hơn là không muốn, thì những người đó mình bỏ qua, mình không cần quan tâm, cũng không cần trả lời họ, cũng không cần quan tâm đến họ. Monica cleansing. Mày không buồn ngủ hả? Hay là mày đang háo hức chờ Blackpink? Mày đang háo hức chờ cái MacBook màu hồng. Chứ nếu mà không có chắc đăng ký lên lấy ra cái ngủ. Xong rồi là đi làm. Có đâu, tôi ngủ sớm mà. Đi ngủ sớm nhưng hôm qua live về ta ngủ một phát tới sáng luôn. Hèn chi ta nhắn ngủ đúng giờ đó. Hèn chi ta nhắn tin không thấy trả lời. Hôm qua sang là anh sang phòng là anh yêu cầu cái đi ngủ. Dạ. Không, cô Lan nói là nhớ ngủ sớm, cô Lan tắt đèn ra rồi con coi điện thoại ở 5 phút á là con khỏi. Rồi lúc đó là tới đấy mi hết, tới đấy mi hết con nói là nếu mà em chưa ngủ á, em coi phim đi. Có, em thấy Lan Anh, Lan Anh mời cả nhà múc băng dâu nha. Đây, mình phải ăn những mấy cái khổ ạ. Chè, bà kể tế. Cái nó đã có. Mày cả nhà nha. Thì em trả lời là dạ bao nhiêu? Nó đi học thì cứ qua Sơn, đưa đi qua trường thôi. Tại vì nó giáo viên quen với Sơn rồi. Dạ. À, trường này. Trường của Bí Đỏ với Cô Đen. À. Nói chị Huyền cứ ra cho Sơn. Dạ. Đến đó chị cho Sơn làm việc với hiệu trưởng. Đó. Ủa, Bí Đỏ cũng đi học không? Đúng rồi. Bí Đỏ các bạn khai giảng mà. Cô Đen ngay cả hôm qua. Ủa tại sao cô? Biết đỏ đi học không ta? Biết đỏ hôm trước hỏi nhưng mà hôm nay chị Huyền động viên đi học. Chị Huyền đã chỉ động viên lại rồi.
đúng là cuộc đời nó cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Ồ sao cái thằng đó nó số nó đúng là bi đỏ nhà nó đỏ thế nó nghĩ là cô nhớ là bi đỏ nó nghĩ á mà. Cô đen rất là nhiều người yêu quý nhưng mà học tập rất là tốt. Cô đen ngoan lắm, cô đen đi học có minh khe lắm. Học viết chụp được cực đẹp. Hôm qua nó vừa được cái điện thoại mới gọi cho em luôn. Gọi đầu tiên idol. Gọi điện con vừa có điện thoại gọi người đầu tiên nó gọi là idol. Mình gọi gì vậy? iPhone 17. Ôi mày. iPhone 17. iPhone 18. Rồi, cứ hỏi quá. iPhone 32. Nó xài cái điện thoại Apple có mấy triệu là mày xài iPhone 12 đó. iPhone 12 là fan tặng mà. Fan tặng thì có khác biệt gì? Fan tặng hay tặng thì nó cũng là cái giá trị của hai ta có cái sổ nợ người ta tặng cho mày nhá. Okay. Mày đi trả nợ chúng tao đấy. Không trả nợ tôi giữ đấy. Có 10 cái sổ tiết kiệm. Sao em bảo lái chim đó? À đây giờ mày thấy. Mi ơi, dồn về một bên này đi, con bên này đang nhiều hơn. Không có bụng đâu, tôi mặc áo thun bên trong nên cái bụng nó to đó, tôi chưa bụng to đó đâu. Trời ơi, hóp đâu mà hóp. Cái áo này nó phồng ra. Ba cái ngàn. Thôi, là lùi, không làm sập. Nó ghi một khung hình mình phát hai lần. Con chào mọi người đi. Rồi cả nhà nha. Rồi xong. Cùng anh em giải quyết nha. Ui. Cái con này này, thiệt tình em đi giờ ở bên đây về ăn uống chứ nó đàng hoàng. Mà tự gió mà này nó tự nó gió. Nó tự đó hả? Đang lớn lên giờ mày đau chùi đàng hoàng rồi nha. Đó là bên này 900 mấy là. Đó. Yeah. Cầm điện thoại này tao về nè. Bling bling cái điện 12 giờ tao cả đêm tao không ngủ ở đây vậy. Cô nhân. Cầm đi. Yeah, mày chơi với mày. Thì cô đang anh ở đây với mày chứ. Cầm đi, không tao ném điện thoại đi bây giờ. Ông ém đi, đâu phải điện thoại tôi. Ai, tao đưa điện thoại cho chị Lan Anh đây. Chị ơi, chị cầm điện thoại cho nó nhé. Có gì mà phải bị điên rồi, tên tao đây chứ. Cả đêm tao không ngủ đây. Tao về tao giải quyết việc gia đình tùm lum la kìa. Cho mày cái sổ nợ đi, đi đây sao lại vậy quê. Không có thể ra được chứ. Không ạ. Không ạ. Không ạ. Không ạ. Không ạ. Hai chuẩn bị có là MacBook Blackpink này mày còn lo cái gì nữa. Đi về nhà nha Mi, cô tắt like nha.